Thưa quý vị, Đại sứ Úc tại Việt Nam, ông Craig Tick Tick hôm 18 tháng 9 đã có thư trả lời cho ba dân biểu Liên bang Úc về trường hợp của ông Trần Huỳnh Duy Thức. Theo thư do Đại sứ quán Úc tại Việt Nam công bố, bức thư đề ngày 18 tháng 9 gửi cho ba dân biểu Liên bang Úc, đó là dân biểu Chris Hay cùng hai dân biểu Julian Hill và Claire O'Neill Vị đại sứ đã cảm ơn về bức thư ba dân biểu liên bang Úc vào ngày 13 tháng 9 đã gửi thư cho đại sứ Úc tại Việt Nam, yêu cầu quan tâm đến trường hợp của tù nhân chính trị Trần Huỳnh duy thức, người đang phải tuyệt thực trong nhà tù. Trong thư trả lời, cụ thể vị đại sứ Úc cho biết chính phủ Úc rất quan ngại đến trường hợp tù nhân chính trị Trần Huỳnh duy thức và cho biết đã lên tiếng cho trường hợp của ông này trong đối thoại nhân quyền Việt Úc 2018 diễn ra vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Đại sứ Úc tại Việt Nam Craig Chittick cũng cho biết đã gặp gia đình của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức vào hôm 17 tháng 9 tại Hà Nội và được gia đình cho biết đã thăm ông Thức trước đó một ngày và hiện ông Thức đã ngưng tuyệt thực. Trước đó vào ngày 13 tháng 9, ba dân biểu Liên bang Úc đã gửi thư cho đại sứ Úc tại Việt Nam, ông Craig Chittick yêu cầu quan tâm đến trường hợp tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức người đang phải tuyệt thực trong nhà tù. Trong thư, dân biểu Chris Hayes cho biết đã cùng hai vị dân biểu Julian Hill và Claire O'Neill gặp phái đoàn người Việt của Đài Việt Nam Sydney ngay trước trụ sở Quốc hội Úc. Phái đoàn Việt Nam tiến hành tuyệt thực 12 tiếng để phản đối cách đối xử của nhà cầm quyền Việt Nam đối với ông Thức, người hiện đang bị giam tại nhà tù số 6, tỉnh Nghệ An. Dân biểu Chris Hayes cũng nhắc đến những bài viết về vấn đề xã hội chính trị kinh tế Việt Nam của ông Trần Huỳnh Di Thức nhằm đóng góp xây dựng một đất nước dân chủ, đồng thời khẳng định rằng bản án 16 năm tù mà ông Thức phải chịu là một trong những bản án dài nhất từ trước đến bây giờ cho một người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Các tổ chức xã hội dân sự cũng đã gửi một thư ngỏ cho nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu trả tự do cho tù nhân chính trị Trần Đường Duy Thức. Thư ngỏ được biết là đã gửi đến cho Chủ tịch Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Việt Nam, Thủ tướng, các cơ quan chính quyền các tổ chức nhân quyền quốc tế và một số cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Trong thư, những người ký tên mong chính quyền Việt Nam xem xét lại vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức dựa trên cơ sở pháp luật hiện hành để quyết định trả tự do cho ông Thức ngay lập tức vì trường hợp của ông đáp ứng các điều kiện luật định được hưởng mức hình phạt thấp hơn mức án 16 năm tù mà ông đã bị tuyên phạt. Các tổ chức xã hội dân sự cũng đưa ra những dẫn chứng liên quan luật pháp Việt Nam và trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức là một biểu hiện của tinh thần thượng tôn pháp luật và chính sách nhân đạo của nhà nước, đồng thời là biểu hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc về việc tôn trọng và biệt đãi vật hiện tại. Cuối thư, các nhà hoạt động xã hội dân sự tha thiết thỉnh cầu chính quyền Việt Nam xem xét lại bản án đã tuyên đối với ông Trần Huỳnh Duy Thức để trả tự do ngay cho ông trên cơ sở pháp luật hiện hành. Thư được ký bởi ba tổ chức là câu lạc bộ Lê Hữu Đăng, diễn đàn xã hội dân sự diễn đàn Ausip Việt Nam và 62 cá nhân. Tổ chức phóng viên